có trên 80% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng, tức là tương đương 65 triệu người trưởng thành. Bình quân một ngày, trên hệ thống giao dịch của các ngân hàng, có khoảng từ 1,8 đến 2 triệu giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 7, các giao dịch có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng một lần hoặc hơn 20 triệu đồng một ngày đều phải thực hiện xác thực sinh trắc học để bảo đảm tính an toàn, bảo mật. Quyết định 2345 về xác thực sinh trắc học là quyết định rất mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước trong việc tăng cường bảo mật đối với khách hàng giao dịch trên kênh số, tạo ra tấm khiên bảo vệ tiền và tài khoản của người dân. Thưa quý vị, hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP là số tiền thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng gây ra trong năm 2023, theo thống kê của Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam. Trong đó có hơn 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến. Vâng, để làm sạch các tài khoản, ngăn chặn dòng tiền lừa đảo luân chuyển qua các tài khoản không chính chủ, quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực sinh trắc học với những khoản tiền trên 10 triệu đồng và tổng số tiền hơn 20 triệu đồng một ngày. Việc thực hiện xác thực sinh trắc học là cần thiết, giúp thêm một lớp bảo vệ tài khoản, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, bảo vệ an ninh, an toàn thông tin. Tính đến ngày 5 tháng 7, các ngân hàng đã đối chiếu làm xong sinh trắc học cho 19 triệu tài khoản ngân hàng. Hiện hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830.000 tỷ đồng một ngày, tương đương 40 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý bình quân từ 20 đến 25 triệu giao dịch một ngày. Ngay từ khi mà nhận được cái thông báo của ngân hàng là phải xác thực khuôn mặt ý, thì mình cũng thực hiện luôn, bởi vì là mình cảm thấy cái này nó cũng khá là nhanh thôi và một vài bước và nó giúp cho mình cảm thấy yên tâm hơn trong cái việc là bảo vệ tài khoản của mình cũng như là tránh lừa đảo. Với việc quyết định 2345 có hiệu lực thì khách hàng có thêm một lớp bảo mật nữa, đó chính là cái thông tin sinh trắc học của mình, hay cụ thể đây là khuôn mặt của mình. Tuy nhiên đây mới chỉ là thêm một lớp bảo vệ của cái tài khoản của khách hàng, chứ không phải là 100% có thể đảm bảo việc khách hàng sẽ không bao giờ bị kẻ gian lợi dụng. Chính vì vậy thì đứng ở phía ngân hàng hay là kể cả các cơ quan quản lý thì chúng tôi vẫn luôn luôn khuyến cáo khách hàng của mình bảo mật các thông tin cá nhân của mình, đặc biệt là những cái thông tin rất là nhạy cảm như là thông tin trong căn cước công dân hay là những cái tên người dùng. Khảo sát 30 triệu người dùng về cảm nhận của khách hàng với quy định xác thực sinh trắc học cho thấy gần 84% số người được hỏi cho biết đã từng giao dịch có giá trị lớn và có hơn 74% cho biết đã hoàn thành xác thực sinh trắc học đối chiếu với dữ liệu quốc gia về dân cư. Hơn 70% người được hỏi cho biết đồng tình với quy định và mong muốn có các biện pháp ngày càng hiệu quả để bảo vệ tài khoản. Tại sao thì Việt Nam trong giai đoạn gần đây thì liên tục có những cái thông báo của khách hàng mất tiền một cách rất là tự nhiên và rất là dễ dàng như vậy, thì cũng là do cái an ninh mạng, an ninh ngân hàng điện tử của chúng ta là chưa đảm bảo. Cho nên nếu sinh trắc học được áp dụng, đó là một cái điều cần thiết, sẽ là một công cụ rất là tốt để bảo vệ cho người gửi tiền cũng như là người tiêu dùng của ngân hàng. Tất cả những cái chuyển tiền từ 10 triệu trở lên đều phải có những cái bổ sung về nhận diện khách hàng mà chúng ngân hàng gọi là KYC, Know Your Customer, bằng cách là bổ sung những cái phương pháp chẳng hạn như chụp hình mống mắt hoặc là vân tay, tức là dùng những cái phương pháp của sinh trắc học. Điều đó làm tăng cái tính bảo mật. Thưa quý vị, việc thực hiện xác thực sinh trắc học là cần thiết, góp phần bảo đảm các giao dịch thanh toán trực tuyến chỉ được thực hiện bởi chính chủ tài khoản. Đây là biện pháp hiệu quả trong bối cảnh lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng, đa dạng cả về cách thức và mức độ nghiêm trọng. Vâng, trong thời gian tới, ngành ngân hàng có hai nhiệm vụ lớn là bảo vệ tiền và quyền lợi hợp pháp của khách hàng, bảo đảm an ninh an toàn hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin sau hoạt động của ngân hàng có trên 95% giao dịch thực hiện trên môi trường số. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cài đặt thêm cùng với nhà cung cấp cái giải pháp sinh trắc học, thì chúng tôi sẽ cài đặt thêm những chức năng chống cái giả mạo deepfake. Tôi nghĩ là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những cái hành vi của tội phạm, những cái sử dụng công nghệ để tiếp tục phòng chống và giảm thiểu những cái thiệt hại. Các ngân hàng thứ nhất là nên hỗ trợ khách hàng một cách nó
mạnh mẽ hơn, có nhiều cán bộ hơn để giúp các khách hàng của mình có thể đáp ứng những cái quy định mới về sinh trắc học. Điều thứ hai nữa là các cơ quan quản lý từ Ngân hàng Nhà nước tới tất cả các cơ quan an ninh nên có những cái cảnh báo là không bao giờ đưa tất cả những cái thông tin của mình cho những người mà mình không biết. Và ngân hàng không bao giờ gọi cho quý vị ở tư gia và gọi rằng chúng tôi là nhân viên của ngân hàng. Bây giờ hoạt động ngân hàng là trên 95% là giao dịch được thực hiện những kênh số rồi. Cho nên chúng tôi cũng lo hơn tất cả mọi người. Cho nên là chúng tôi cũng đặt cái vấn đề an ninh, an toàn hoạt động liên tục là vấn đề cốt lõi của hệ thống ngân hàng. Và như thế để chúng ta thấy là đầu tư rất nhiều để làm các câu chuyện này. Và đây là một trong những cái giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động hệ thống và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng ghi nhận tất cả khó khăn vướng mắc, từ đó đưa ra giải pháp để xử lý, đặc biệt là liên tục nâng cấp ứng dụng mobile banking để ứng phó với các thủ đoạn mới. Ngân hàng Nhà nước cam kết tất cả vướng mắc của người dân khi gửi đến sẽ được các ngân hàng xử lý kịp thời. Việc này sẽ có lộ trình dần dần làm đến đâu kiểm soát đến đó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi của khách hàng.